À, xin chào buổi chiều mọi người. Đây là cái cúc thọ hương nha, được ghép đây đó. Chưa được năm á, ghép được gốc mai vàng nè đó. Bữa nay nắng rất là gắt nha, hoa vẫn đẹp, cánh hoa vung á, không có bị thâm dập gì hết nè. Rất chiều nè, nó vẫn còn mùi thơm á, thơm do cái nhĩ này nè, rất là đẹp á. Chùm luôn á. Này, cây này thì ghép non mùa mà nuôi cũng không có bị rụng nụ xanh á. Anh em xem á. Đó. Thì có làm sao nói vậy á. Đó. Không có bị rụng nụ xanh. Đó. Nuôi bấm khúc khúc ha. Bấm thường thì nó nhặt nụ dữ lắm. Bông nở chùm á. Còn ta để thả thì nó ra đu trâu không à. Bông không có chùm được. Chùm như quả cầu á, quá trời luôn nè. Anh em xem không? Quá sức luôn nè. Dòng mai cúc á, cúc mà lá nó thon dài. Ta nhìn tổng quan nha. Cây này thì nó cao khoảng 2 mét á. Nó xuồng ruột à. Chỗ nào thiếu cành á, đóng vô thân luôn. Rất là đẹp á. Không có bị rụng nụ xanh á. Nói chung là thì làm từ từ rút kinh nghiệm á. Nụ nó già thì không có rụng thôi. Đó. Mấy anh thường hay nói cúc bị rụng nụ á, đó do nụ nó non á, non thì nó rụng thôi á. Anh em là hỏi có rụng hay không mày tới vườn mình á, mình cho xem á, đó là không có hề bị rụng nụ xanh, nó non quá thì nó rụng á. Ngoài nắng thì có thể tươi được khoảng 3 ngày á, giống mai này nè. Xứng đáng á. Những cái cây mai vườn của chúng ta bông không được đẹp á. Bông mai rừng nè, đấy, nằm cánh á. Thừa đỉnh nè, chúng ta tiến hành ghép cải tạo á. Giống như kiểu ghép ta sầu riêng chôm chôm đâu á. Đấy, trồng cái sầu riêng mà trồng hột á, trồng chôm chôm mà trồng hột á thì lên bán thì người ta không có mua á. Cải thiện chất lượng hoa, cải tạo giống á. Sau một chưa đến một năm đó, nói chung là chỉ có mấy tháng thôi, mấy tháng ghép ha. Chùm vậy đã lắm. Cái dòng này thì chúng ta chơi khoảng tháng 4 tháng 5 á, tháng 4 âm lịch á, chúng ta cắt bấm đôm á. Chứ mà bấm đôm từ đầu năm thì nó làm nụ lại sớm á, thì khoảng tháng 9 tháng 10 nó bị nở nhiều lắm á. Còn tháng 4 tháng 5 âm lịch á, ta bấm đôm lặt lá hết á. Bắt đầu nuôi lại. Nuôi đến Tết thì nó vừa. Còn dòng mai cúc thì một năm chơi hoa được tới 2 lần đó nha. Hương á, mê ly nha. Đây là cái cúc thọ hương.
Tiếp theo thì mà anh em xem cây giảm nhung á, đây, những cây giảm nhung già lớn nè. Tàn lớn á. Hoa buổi chiều á, buổi chiều giảm nhung nở mà anh em xem á. Cây giảm nhung á. Hoa buổi chiều nè. Một bông thì nở xứng đáng bông á. Dầm hoài không có chán á. Cánh thẳng á, bông bự. Sáng rực à. Bông mực chán luôn ha. Bốn ngón tay luôn. Chiều vẫn đẹp á. Từ xa cũng đẹp mà lại gần cũng đẹp á. Bên kia cũng rực trời á. Ta xem à, bông bự à. Buổi chiều vẫn rất đẹp á. Nhất sáng nó có cái nhị thì nó có đẹp riêng, nhất chiều rụng cái nhị thì bông bông nó sạch sẽ. Bông bự bự không à. À, mà mọi người cùng xem lại cái bông nở giấc sáng á, giấc sáng và giấc chiều á, nó đẹp từ khi nở tới khi tàn luôn á. À, chúc mọi người buổi chiều tốt lành, à, xin chào. Chúng ta cùng xem á, cúc thọ hương nó nở hoa vào buổi sáng á. Buổi sáng lúc mới nở ra nè. Hoa rất là đẹp á, rất đẹp, rất thơm á. Buổi sáng thì lúc nào hoa nở nó cũng đẹp hơn á. Sáng tinh mơ nè, nở nè. Chùm chùm luôn nè.
chúng ta cùng xem cây dảo nhung á, nở hoa vào buổi sáng á. Giấc sáng sớm nở nè, rất là thơm á. Có nhị là nó thơm à. Giấc sáng thì nó còn cái nhị có râu râu á. Giấc chiều thì cái nhị nó rụng đi. Hoa thì nó sạch sẽ à. Buổi sáng nó cũng đẹp mà buổi chiều nó cũng đẹp nữa. Thank you.
Thank you.